9/10 the law, Caitlin. Bình thường là nó bắn quy lượng bố mày à, chơi mày luôn đó mày láo. Miếng nó di chuyển nhiều như thế kia mà miếng mình vẫn thua, miếng mình ao. Ủa, trẻ dữ á, không phải Homie cập nhật. Không chết vào đấy đâu. Đánh vậy là cứ kêu nó sao để mất Moron hay nhở, đánh như vậy còn để mất Moron á.
đi chung đi, không cần đi lại đâu, tôi lo được. Hai lần bờ được hai con Marun. Đó, game này đánh khác quá trời khác luôn. Mình có cài với đua 10 game đầu tỷ lệ thắng rất là cao nha mọi người. Thì, về cơ bản 20 game đầu tiên là 20 game elo rất là quan trọng đó. Anh em nếu mà thua quá nhiều nó sẽ bị heo elo, không có cách nào có thể cải thiện elo được đúng không mọi người.